Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Dũng Channel nhé. Thì trên tay của mình đây là iPhone 8 Plus nhé các bạn. Thì chiếc điện thoại iPhone 8 Plus của mình thì hôm qua mình đã lên phiên bản iOS 16.1 chính thức rồi nha các bạn. Thì để lên phiên bản iOS 16.1 chính thức thì mình đã chỉ các bạn cái cách đó là xóa cái beta profile trong cái cấu hình đi nhé. Đó là các bạn vào cài đặt chung này. Xong rồi các bạn vào cái mục là quản lý VPN và thiết bị này, nó sẽ có một cái beta profile mà các bạn cài trước khi cài beta là nó sẽ có cái bản profile đây, và các bạn xóa cấu hình đi và khởi động lại máy là nó sẽ thấy bản cập nhật chính thức nhé. Tuy nhiên là hôm qua mình lên cái bản chính thức này á, là có mã là 20B82 này các bạn. Thì là iOS 16.1 chính thức này chơi game Liên Quân Mobile mà mình test Liên Quân HD cộng ghi màn hình nó giật lag kinh khủng luôn. Ngay từ phút đầu tiên FPS nó đã tụt xuống 3x, 4x. Xong rồi khi giao tranh nhiều nó tụt xuống 2x, thậm chí là còn xuống 1x luôn nha các bạn. Thì cái trận game hôm qua mình test chỉ được 10 phút là mình thấy nó lag quá, mình phải tắt cái ghi màn hình đi để cho nó đỡ lag hơn để sử dụng nhá. Tuy nhiên là lúc mà mình tắt ghi màn hình đi rồi mình chơi ở cái đồ HD nó vẫn lag nhá. Có nghĩa là cái lúc mà mình chơi sau nó vẫn lag. Trong khi đó là cái phiên bản iOS 16.1 bản RC ấy, là nó có mã là 20B79 ấy. Cái mã 20B79 thì là bản RC ấy, thì mình chơi game Liên Quân Mobile mình bật ghi màn hình lên thì chỉ khi nào giao tranh ấy, thì nó mới có hiện tượng nóng và lag nhẹ nhé. Đấy, còn nó vẫn chơi game ổn nhé. Nếu mà để đồ họa HD mà không ghi màn hình thì nó vẫn chơi mượt nhé. Tuy nhiên sang cái phiên bản 20B82 này là phiên bản iOS 16.1 chính thức này các bạn, thì các bạn chơi Liên Quân thì nó giật lag hơn rất là nhiều nhé. Mình chơi Liên Quân ở mức đồ họa HD mình thấy nó giật, nó nhảy, nó lag kinh khủng luôn. Và cái tiếp theo đó là cái khi mà bật ghi màn hình lên nó còn lag khủng khiếp luôn. Tuy nhiên là iPhone 8 Plus bây giờ cái hiệu năng của nó cũng không đủ để chơi đồ họa HD mà để mượt quá được nha các bạn. Nếu mà các bạn chơi đi game vài ba trận mà mức đồ họa cao nhất là HD thì nó cũng nóng lên dần, từ nó cũng lag à. Nên là mình khuyên các bạn là nên chơi ở mức đồ họa cao hoặc là để nó mượt hơn, hoặc là các bạn chơi không ghi màn hình. Đấy, ghi màn hình các bạn nên để ở mức đồ họa cao. Thì trong cái bản này thì nó lên thì nó cũng chỉ có một cái số tính năng mới, đó là nó cho phép các bạn hiển thị phần trăm pin ở trên iPhone 12 mini, 13 mini và một số cái tính năng khác. Với lại tính năng là sạc năng lượng sạch. Tuy nhiên là sạc năng lượng sạch đó thì các bạn có thể thấy ở đây là mình bấm vào đây thì không thấy gì hết. Các bạn phải chuyển vùng sang Hoa Kỳ thì các bạn sẽ thấy là một cái tính năng là sạc năng lượng sạch để cho nó loại bỏ carbon trong quá trình sạc. Thì đấy, nói chung là nó cũng về liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Đấy, nhưng mà mình cũng không thấy nó có cái tác dụng gì. Đấy, về lại tiếp theo cái app ví thì có thể xóa này. Cái app ví này có thể xóa đi và nó còn một số cái tính năng khác mới như kiểu là tin nhắn thì có thể sửa được tin nhắn khi đã gửi đi hoặc là xóa thu hồi tin nhắn đã gửi đi. Đấy, nhiều cái tính năng mới nhưng mà cái tính năng đó thì nó cũng chỉ là tính năng nhỏ ấy, nhưng mà nó cũng là một cái tính năng mới mà đã phát hành cho iOS 16 nhưng chắc giờ nó là bản cập nhật để vá lỗi và sửa lỗi nha các bạn. Và bây giờ bên mình sẽ vào Liên Quân Mobile để mình test luôn cái trận game Liên Quân Mobile ở trên cái iOS 16.1 chính thức này nhá. Mà không ghi màn hình thử xem nó có lag như cái lúc mà mình bật ghi màn hình hay không nhá. Thì các bạn có thể thấy là khi các bạn chơi game Liên Quân Mobile ấy, thì các bạn mà bật ghi màn hình lên là nó vừa chạy cái đồ họa HD nặng nhất rồi, nó còn thêm cái tác vụ ghi màn hình thì nó sẽ giật lag nha các bạn. Còn khi mà các bạn chơi game ở cái mức đồ họa HD mà không ghi màn hình thì xem nó có lag hay không nha. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Khi các bạn bật ghi màn hình lên là máy nó phải vừa quay cái màn hình lại, nó vừa phải xử lý video và nó vừa phải tạo ra cái video cho các bạn, nên là nó lag hơn là đúng rồi. Nó sử dụng hai tác vụ cùng một lúc mà. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thực hiện và test game Liên Quân ở mức đồ họa HD nhé các bạn. Mình đã sâu đồ họa cho các bạn là HD và mình sẽ thực hiện đấu 5v5 thường cho nó nhanh. Các bạn có thể thấy ở đây thì pin nó đang còn là 97% này. Thì ngày hôm qua mình test cái phiên bản iOS 16.1 chính thức thì cái phản bản pin của nó cũng khá là ổn nhé. Tuy nhiên là cái lúc mà kiểu là pin nó còn ổn nhưng mà nó cũng không hao nhiều nhé. Nhưng mà cái FPS nhau lại cái hiệu năng của nó thì lag quá nhé. Đấy, máy nó thì nóng lên nhanh nhé, khá là nhiều. Máy nó khá là nóng, còn cái máy hôm nay thì mình đã để nó qua một đêm rồi. Tại vì hôm qua mình cũng cập nhật lên, mình chơi game nhưng có thể thời gian mình để lâu hơn thì máy nó, cái iPad nó sẽ ổn định hơn thì nó sẽ đỡ hơn thì sao. Hôm qua lúc mà mình chơi game mà bật đồ họa HD cộng ghi màn hình ấy các bạn. Chơi game đồ họa HD cộng bật ghi màn hình nó đã nóng lên rất là nhiều nhé. Và nó lag kinh khủng luôn nhé. Xong bắt đầu quay ra nơi là mình phải tắt cái ghi màn hình đi nhưng mà nó vẫn lag nhé. Tại vì nó đã bị nóng sẵn rồi, bây giờ cái hiệu năng vẫn tiếp tục xử lý và nó không có được cái quá trình hạ nhiệt nên là nó không thể ổn định được. Thế nên hôm nay mình sẽ test một cái video test game Liên Quân Mobile mà không ghi màn hình để xem nó có ổn định không nhé. Thì các bạn có thể thấy ở đây là mình sẽ đi Violet đi rừng nhé. Các bạn thấy là cái con iPhone 8 Plus này của mình thì bây giờ hiện tại khi mà mình vào game ấy thì là nó có hơi ấm nhẹ thôi nha. Còn hôm qua là lúc mà mình vào game mình chơi được cái phút đầu tiên cái trở đi cái là nó nóng mà mình đeo cái ốp và mà
cái ốc mỏng dính này thôi, nhưng mà mình cũng tháo ra luôn mà nó nóng kinh khủng luôn. Thế nên là bây giờ mình phải thực hiện test bằng cách là tháo ốp ra và chơi game ở cái mức độ họa HD mà không bật ghi màn hình để xem sao, xem nó có lag không. Với lại hôm qua là lúc mà mình chơi là mình mới lên iOS được khoảng tầm độ vài tiếng đồng hồ nên là nó vẫn còn chưa ổn định lắm, còn bây giờ hôm nay mình đã để lên được hơn một ngày rồi để xem nó có ổn định lại chưa. Nói chung là cũng tùy vào nữa. Nhưng mà hôm qua lúc mình chơi đồ họa HD mà mình tắt cái gì màn hình đi cái là nó vẫn còn lag, là mình thấy ớn luôn. Lag kinh khủng luôn đấy các bạn, nó tầm xuống cả 2x FPS, có khi xuống 1x luôn. Khi mà giao tranh đông quá là nó xuống 1x luôn. Thì nói chung là lên iOS 16 thì các bạn phải chấp nhận là cái phiên bản iPhone 8 Plus này cũng là cái phiên bản iOS cuối cùng cho cái iOS 16 rồi hay sao á. Nên là cái hiệu năng của nó cũng sẽ giảm dần đi, vì iPhone mới nó mới bán ra được thì mới ấy nhé. Nhớ lại iOS mới thì nó có thêm tính năng mới thì đương nhiên nó sẽ nặng hơn và nó sẽ lag hơn là đúng rồi. Với cái RAM của iPhone 8 Plus này em chỉ có 3GB hay là 4GB chứ, 3GB hay là 4GB gì đấy, không cái có nhiều quá, nhưng mà RAM iPhone thì tối ưu rất là tốt, biết là vậy. Nhưng mà tuy nhiên là nó cũng có kiểu cái mức hạn chế nào đó, khi mà nó cập nhật lên phần mềm mới thì nó sẽ chiếm dụng thêm nhiều cái nhé. Đây các bạn thấy vào trận thì 5960fps này. Thì nói chung là hôm qua là lúc mà mình đang chơi mà bật ghi màn hình lên nên nó nóng quá thì nó tụt FPS. Thì bây giờ lúc mà mình tắt cái ghi màn hình đi thì nó vẫn tụt nhé, tại vì là nó vẫn đang nóng và nó vẫn giữ đều luôn nha. Còn bây giờ thì nó nguội lại rồi, thì bây giờ mình phải chơi một lúc xem nó nóng lên hay không, hay là nó có giật lag hay không nhé. Vẫn na sang xuống mà khi phát xuống cướp một cái thần thánh luôn á. Sao biết mình đang ăn bùa sắp xong xuống cướp được hay chứ. Cùng chết kìa. Oh my god. Trận này đánh thường nhưng có vẻ là gặp mấy bạn đánh hay đấy, đánh căng đấy. Đấy thì cái máy bắt đầu nó nóng lên này nha các bạn, nóng dần lên rồi đấy. Cái khu vực gần cam này bắt đầu bỏng lên rồi này. Không phải là bỏng mà nó nóng lên thôi, chưa đến nỗi bỏng đâu. Nếu mà bỏng thì chắc phải nhảy sang bảy vừa lướt thì nó mới bỏng. Đấy, tự động bật trò chơi nó tự động bật rồi chưa. Đấy, các bạn thấy là vào đồ họa HD thì cái bụi cỏ nó sẽ rung rung như thế này nhé. Xem bạn đánh hay thế. Hết Narok sang cướp bùa đến Florentino đứng nấp ở trong đấy để bắt mình. Hay gì. Mình đi rừng mà mình không lên đồ đi rừng nè, và sao đánh yếu vậy. Máy nó nóng lên nha các bạn, nóng lên nhiều đấy. Bắt đầu thấy cái phần cam nó nóng hơn hồi nãy anh phải một khúc rồi đấy. Mày cuối cùng bùa xanh cũng quay lại. Thế thì mình lên cái này, mình lên hết luôn, tính để mình đổi sang cái đồ chí mạng này đi, xong rồi tí lên tiếp cái đó. The iron defense line has disappeared. Let us send in a
Đánh này là đánh thường đấy nha các bạn. Nhưng mà gặp đận zôn thêm bạn nhau này, nói chung là thêm bạn ai cũng biết chơi mà chơi hay ấy. Mình thì đang để cái máy quay trước mặt nên là nhìn qua cái máy quay nó cũng hơi khó chịu một tí, nhưng mà vẫn chơi được. Nó siêu đẳng cấp luôn á. Còn đây thì nó có đứng trong cái bụi này không nhỉ? Đánh thì các bạn chủ yếu nhìn cái map con này nữa nhá, thì coi xem kẻ địch của mình đang ở đâu, rồi giao tranh ở trên như thế nào. Nhiều người đánh hay là người họ sẽ còn lướt như thế này để họ xem ở những cái vị trí giao tranh này có người là sắp yếu máu chưa, họ lên cứu rồi các thứ. Tuy nhiên là khi mà nhìn qua map con này, ví dụ như kẻ địch hay là đồng đội của mình gần hết máu là mình nhìn mình có thể nhận ra được nhé, nên là mình cũng không hay chuyên di chuyển cái đó. Ví dụ như đồng đội của mình trên này đang giao tranh này gần hết máu, hay không mình nó cái ô máu của kẻ địch nó sẽ chạy thấp dần xuống mình cũng sẽ phát hiện được. Naruk muốn hay quá. Không kịp làm gì hết luôn đấy các bạn. Đánh hay quá. Nói chung là tem bạn cũng là một cái tem tinh danh cao đấy, không đùa đâu. Đánh hay lắm. Hình như Florentino đang ăn bùa đỏ của mình. Mình vừa thấy Florentino đi vào lại đấy. Đấy đúng rồi, nháy ở trong map kìa. Không ăn bùa đỏ nhưng mà cũng đang ở khu vực này. Đấy. Đánh với Florentino các bạn tránh né né xa xa với cái bông hoa ra một xíu. Đứng gần với bông hoa, Florentino hái được hoa bấn sát thủ đánh đêm ấy. À đâu, gọi là cái gì nhỉ? Đột kích vào người mình thấm lắm. Các bạn thấy là 6 phút thì nhanh, FPS vẫn 5960 nha, và cái máy nó nóng lên, nhưng mà nó nóng lên khá là nhiều nha, nhưng vẫn ở mức cái mức nhiệt độ nhất định nha. Mình thấy hiện tại nãy giờ là nó vẫn chưa tụt FPS đâu, nhưng mà nó nóng lên nhiều nha, nhưng vẫn ở cái mức nóng lên một cái mức nào đó, xong nó ở cái mức đó luôn nha, nó cũng không lên nữa nha, không nóng thêm nữa. Ulti bạn zôn gần chết rồi mà không chết luôn. Úi dồi ôi, tên bạn đi cướp bùa của mình hết rồi. Úi giời. Suýt tử. Thêm đó là thoát được. Nói chung là tem bạn với tem mình thì là hai tem là một trời một vực về trình độ nhé các bạn. Mình cảm giác là tem bạn đánh hay hơn tem mình rất là nhiều nhé. Tất cả các thành viên tem bạn đều đánh rất hay nhé. Nạng vừa bị gì sao nó đỏ cái rồi. Mạng gì vậy? Trời đất ơi, mạng bị lát các bạn ạ. Tự nhiên nó cày luôn đó. Mình đang dùng mạng Mobifone của 4G Mobifone nhé các bạn. Thì đấy các bạn thấy là nó lúc này nó ổn định, nhưng lúc nó lại bị nhảy lát nhé. Không hiểu sao luôn nhé. Cái pha vừa rồi Florentino mà mình đứng ở bên kia tường mà vẫn phốc qua tường để bắt mình được. Suýt đi đấy. Mạng nó lag mình đi, mình bảo ủa sao di chuyển nó cứ bị gì vậy? Có lúc nó lag, có lúc nó lại không. 4G Mobi nó hơi kỳ tí. Đấy.
muốn bắt thêm cái nữa mà chả bắn được, nó lạng lạng sao này. iPhone còn bắt mạng còn tốt hơn Android nhé các bạn. Mình chơi game mình trên iPhone mình thấy cái mạng của nó lúc nào nó cũng ping nó cũng thấp hơn là so với Android nha. Android của mình mà dùng chung cái mạng đó mà khi lắp sim lên chơi game ping nó cao hơn nhiều nha. Đấy, thì nãy giờ mình chưa được con bùa xanh nào nữa nha. Từ cái lúc nãy giờ kem bạn cướp hết rồi nha. Là mình không thấy bùa xanh đâu nữa nha. Đúng rồi, giết Vera đi, đúng rồi, đúng rồi. Em bạn đánh thay hay vậy, đừng nói là thua đây mình nhé. Không ăn được đâu, bỏ. Nói với đấy còn level cao hơn cả mình luôn kìa. Mình phế quá. Máy cái phần cam của nó các thứ, khu vực cam nó cũng đang nóng rồi nhiều nha các bạn. Nhưng mà nãy giờ vẫn chưa tụt FPS nha. Nó vẫn nóng, giữ nguyên một cái mức nhiệt độ nóng hồi nãy nha. Nó cũng không nóng quá lên bỏng luôn đâu nha. Bỏng thì chỉ có 7 blood mà hồi trước chơi Liên Quân nó hay bị bỏng ở mấy một số iOS thôi. Thôi lui, chơi không được, lui. Ôi, tính đi vào bụi để đi về mà lại gặp ngay Florentino đứng ở trong đó này, chết. VRS thì mình đánh hay ấy nhỉ. Cần mấy luôn nhỉ. Không thua kém thì xem lại đâu. Nói chung là nếu mà khi mà chơi game ở cái mức đồ họa mà HD mà không bật cái màn hình lên thì khả năng là nó vẫn ổn nhé các bạn. Hôm qua là lúc mình chơi cái kia nó đang nóng nên là nó cứ vậy nó nóng luôn nha. Còn khi mà không ngay từ đầu các bạn chơi mà không bật cái màn hình lên thì nó ổn, thì nó vẫn cứ ổn nhé. Ở mức vừa phải. Bạn VRS bắt đầu chửi mình rồi. Tại nay lúc nay mình quên không lên đồ đi rừng. Giờ lên đồ nó chưa hoàn chỉnh rồi, đúng rồi. Florentino ở trong cái bụi này. Đấy, nổ ngay khúc đấy luôn. Đấy, các bạn thấy không, mình vứt chiêu nó bị hủy này. Mạng nó lạng cái là mình vứt chiêu ra đấy là nó tự hủy luôn. Nó không ra chiêu. Cứ lạng lạng ra, kiểu là nó bị lag á. Mạng ping cao á, nó không ra được chiêu. Ừ, giờ có bùa xanh này cho mình ăn này này. Không làm gì được luôn đấy các bạn, choáng kinh khủng luôn, đơ luôn. Đánh mà muốn lướt chiêu ra ngoài mà không lướt được luôn. Đánh khó chịu thật. Mấy con tướng về rét rồi, mấy con đến nó đánh khó chịu thế. Xem lên đồ kiểu gì mà sao khó chịu vậy. Về rét em bạn đi rừng đấy. Thì nói chung là nãy giờ FPS của nó vẫn là 5960 và trận đấu nó cũng được 14 phút rồi nha các bạn.
thì pin của nó là từ 97 xuống 87% pin, là mất có 10% pin thôi nha. Thì nói chung là cái mức pin cũng khá là ổn nhá. Nếu mà chơi ở cái mức đồ họa HD mà không bật ghi màn hình lên như thế này thì khá là ổn nhá. Còn nếu mà các bạn mà bật ghi màn hình lên nó nóng lắm nhá, thì nó lag nhá. Còn nếu mà so với cái phiên bản iOS 16.1 RC ấy, thì mình thấy cái phiên bản đó khả năng là ổn định hơn bản này nhá, đỡ nóng hơn và đỡ lag hơn cái bản này nhá. Thì cái video này của mình đến đây là kết thúc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.